Còn ông xã của Việt Hương là xuất thân từ đờn đọc quyền cầm. Dạ nó buồn dữ lắm quý vị. Dạ đừng đọc quyền cầm cái mình xong ngồi chờ đó tuyết rơi đồ gì nghe thấy nó buồn lắm. Mà Hoàng ơi, ví dụ như người ta đờn, ta nghe cái từ gì nó hay hay. Dạ, đúng quý vị, cái đờn đã có một cây rồi, đàn ông còn nghe tỏn tỏn tưởng làm cái chuyện ác gì khác. Dạ. Nha. Thôi em đừng có nghĩ cái chữ tỏn tỏn nghe nó kỳ lắm. Tần số tình yêu mùa 2, 21:35 thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV7.